Xin kính chào quý vị và tất cả các quý anh chị. Nếu mọi người đang cần tìm một dòng sản phẩm xe 7 chỗ đặc biệt đến từ Nhật Bản và đang được khuyến mãi lên tới 100% lệ phí trước bạ đi kèm tiền mặt và cả phụ kiện nữa thì không thể bỏ qua dòng sản phẩm Mitsubishi Outlander năm 2023. Khi mà các đối thủ cạnh tranh ở thời điểm tại như Mazda CX-5 hay là Hyundai Tucson đã có rất nhiều các chương trình khuyến mãi giảm giá trực tiếp về tiền mặt thì rõ ràng thì Mitsubishi Outlander sẽ cũng phải thay đổi về cả phần khuyến mãi nữa để thúc đẩy và gia tăng được lượng bán. Và trong clip ngày hôm nay thì Quyết sẽ cùng đồng hành quý vị và tất cả các bạn xem mức giá ở trong tháng 11 này khuyến mãi lăn bánh sẽ là bao nhiêu. Và trước khi clip bắt đầu, cả nhà đừng quên rằng ấn giúp Quyết được đăng ký kênh của đồng hồ Happy Car và nút chuông bên cạnh mọi người nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm Outlander 2.0 STD với mức giá niêm yết 825 triệu đồng. Thì để cạnh tranh được với hai đối thủ là Mazda CX-5 và cũng như Hyundai Tucson thì bây giờ mức giá chỉ còn là 744 triệu đồng mà thôi. 744 triệu đồng. Và ở trong phân khúc này thì Quyết dám cá rằng là Outlander đang là dòng sản phẩm đang có cái nội thất cực kỳ là rộng rãi. Đặc biệt hơn nữa, khi các quý anh chị chúng ta lấy xe ở thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ được tặng thêm đó chính là cam 360 trị giá khoảng 20 triệu đồng, dán phim cách nhiệt, tặng thuế trước bạ dành cho mọi người và 2 năm bảo hiểm vật chất, và tất nhiên khuyến mãi còn có giảm giá hơn nữa. Chính vì vậy là mọi người cứ vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được báo giá và khuyến mãi tốt nhất nhé. Còn đối với lăn bánh ở Hà Nội, lăn bánh xong thì các quý anh chị chỉ cần bỏ ra 820 triệu đồng, nghĩa là gần như hỗ trợ 100% thuế trước bạ rồi. Ở tỉnh sẽ là 795 triệu đồng và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 815 triệu dành cho các quý anh chị chúng ta quan tâm. Và nếu mà trả góp thì mọi người chỉ cần chuẩn bị 20% giá trị của chiếc xe thôi là 224 triệu đồng. Tương ứng các quý anh chị chúng ta chỉ cần bỏ ra là 20%. Còn đâu 80% đại lý sẽ hỗ trợ dành cho anh chị với lãi suất chỉ là 8,99%. Cụ thể như thế nào thì mọi người vui lòng gọi điện hotline nhé. Còn bây giờ chúng ta có các cái màu sắc dành cho các quý anh chị chúng ta lựa chọn như màu trắng, đỏ, đen, xám và nâu dành cho các quý anh chị chúng ta đang quan tâm. Còn phiên bản Premium là phiên bản mà các quý anh chị chúng ta có nhiều cái option để lựa chọn hơn. Thì chúng ta có mức giá niêm yết là 950 triệu đồng, cao hơn khoảng 125 triệu. Nhưng mọi người yên tâm, chúng ta đang có cái mức giá khuyến mãi cũng rất tốt. 860 triệu mà thôi, nghĩa là giảm cho anh chị khoảng 90 triệu đồng. Thì đây là một con số cực kỳ nhiều để có thể cạnh tranh được với các cái dòng xe đối thủ. Và lăn bánh xong tại Hà Nội đối với phiên bản Premium sẽ là 942 triệu đồng. Lăn bánh tại tỉnh sẽ là 917 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 927 triệu đồng. Hiện tại thì đại lý đang có chương trình khuyến mãi cũng tặng cam 360 độ dành cho anh chị, tặng dán phim cách nhiệt, trải sàn da, tặng 50% thuế và 2 năm bảo hiểm thân vỏ dành cho anh chị chúng ta đang quan tâm nhé. Và cứ xin được nhắc lại, lăn bánh Hà Nội sẽ là 942, ở tỉnh sẽ là 917 và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 927 triệu đồng nếu các quý anh chị chúng ta đang có ý định sở hữu dòng sản phẩm Outlander năm 2023 dành cho anh chị. Với là Outlander thì chúng ta sẽ có mức cái trục chiều dài cơ sở rất là lớn, chiều dài tổng thể là 4.695 và chiều dài cơ sở lên tới là 2.670 với khoảng sáng gầm xe là 190mm dành cho anh chị. Ở hai phiên bản Premium và phiên bản thường thì chúng ta sẽ có sự khác biệt. Ví dụ như là Premium sẽ có đèn trước là LED, còn đèn phiên bản thường sẽ là halogen thôi. Phiên bản Premium sẽ có một số các tính năng nổi trội hơn, Quyết có thể kể tên như là đèn pha tự động này, chúng ta có điều chỉnh độ cao bằng tự động luôn. Đèn sương mù là LED, còn phiên bản thường chỉ là bóng đèn halogen mà thôi. Còn đối với đi sâu ở bên trong của xe thì chúng ta cũng sẽ có sự khác biệt. Khi mà dòng sản phẩm Premium, chúng ta sẽ có những cái tính năng tiện nghi như là chất liệu ghế da sẽ kiểu là da kim cương, có ghế trước được sưởi này, có đệm tựa lưng được chỉnh điện này. Đó, còn phiên bản thường thì chúng ta sẽ không có tính năng đó. Ngoài ra Premium sẽ có được thêm cửa sổ trời đi theo và cửa sau sẽ được mở bằng cốp điện dành cho anh chị. Đó là những cái tính năng tiện nghi dành cho anh chị đối với phiên bản Premium. Còn đối với an toàn thì chúng ta sẽ có thêm đó là cảnh báo giảm va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía đằng sau, và chúng ta sẽ có cả cảm biến trước sau thay vì chỉ là cảm biến sau như phiên bản thường mà thôi. Và đó chính là những điều mà Quyết muốn chia sẻ về khuyến mãi
lăn bánh và cũng như những tính năng option của sự khác biệt giữa hai phiên bản. Và nếu các quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người đang quan tâm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe.